rồi. Em nói xuống. Đi ra đi với con mùi cái gì đâu. Nổ quá. Chào chị Thâm. Chị ơi. Phải chị nào? Kêu lại đi. Phải không? Khu vực này có một không? Bạn của ta khác, hát lại cho em đi coi. Chị nào? Em nhìn khu vực bán gì thôi. Hả? Cho em một chục hồng dịch ra nước. Ờ, có à. Dạ, tháo này đi. Em hỏi được. Ba kia bên thang đi mua được 50 thang. Cái gì? 100. 100 rưỡi ông nội. Rưỡi có nhiêu vậy? Bay. Đi đâu vui lắm rồi. Cây tính đâu vàng chứ. Từ em hỏi đó em đang nhận. Thì bộ em đang nhận em mua thêm mấy trái đắt. Đó đó, người ăn bệnh á. Cái bia rửa kìa. Các bạn cũng dục trên dục cái đó ô nhiễm. Lấy cục đá thôi là được rồi. Cái vỏ chanh đó cho chị dâu nè, rửa cái nước đó. Vắt chanh đây lấy cái vỏ cũng được rồi. Ở sạch hơn cái gì luôn. Bia giả thì mới bắt hay gì đó. Tiền. Bia giả mà đi hôm ta uống nguyên đêm rồi đó. Cái gì giả? Bên đây nè, lẻ đây nè, gọt bao hồi giữa đó đi. Ở đây nè, thì bắt máy mình alo thì không nói chuyện. Cái đai nữa. Ba. Chỗ vậy? Ở đâu? Quá. Đi nè. Alo mà không bật máy. Gan như hổm vậy đó. Bắt máy lên nghe tiếng xe bớt càng tin 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 đi chứ mình alo này muốn chết bệnh đến thành bệnh nha. Cứ trả lời đi. Chờ cái gì vậy anh? À, ngồi đây nè. Tôi ngồi đó chứ. Để tôi coi chú chưa chứ. Ngồi vô đi chứ. Một ly nữa đi. Cái gì nữa. Này cá hả? 2 ly nữa đi. 3 ly nữa đi. Cái nguy cơ cái này nó xuống đi quá à. Đây đây đây. Cái đổ. Để gì đây. Đây không được. Đây được. Để xả vô đi. Lát nữa. Miếng bạc này ngồi dưới chỗ ướt chút xíu ướt rít hết. Ủa kìa, ngồi 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 đợi đó thì lấy cũng thôi ngồi đó đi, đây xích qua đây. Ủa kìa, tao ngồi trong hộp đấy được đó. Mẹ miệng răng ăn nhiều, uống nhiều được đó. Bây giờ tôi sợ, nên cây bây giờ đâu ăn đâu. Nhớ đi bình lạc chứ. Tôi sợi bánh kìa. Tôi đang sợ tháo gì vậy? Ăn cái này đi, đạn chứ. Không nhá, không nhá. Đây đào, bố bây giờ nên nước có một ly nữa có múc. Đây chị ba. Đây kìa. Có bia đó, đó bỏ đá bia đó vô ướp. Đâm lên đây nè, đây mà đâm nè. Lùi cho làm gì? À, anh ba cầm như nào tới lùi, ngậm vô mất mình nữa con. Lấy ống hút, hút đại đi, còn hút nước dừa vậy đó. Chí nè. Chứ mà. Chứ cũng chứ. Còn chưa đầu ta kìa.
gì vậy? Trời ơi. Cái này đang khèo khèo tưởng đâu dành. Quá là đi hết quá. Nhiêu nhiêu? Nó chục quá. Hất qua đi rồi. Không biết đâu đâu đâu, em đâu có để ý mấy vụ đó. Bây giờ giống đây anh có bán đắt với tao không? Bán có đi ngang lấy mấy nhỏ lắm nha. Yeah.
rồi.